vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng, đó là Murad. Thì đối với Murad thì trước được coi đó thân dưng một vị tướng gọi là siêu ảo diệu ấy. Nhưng mà thời gian gần đây thì Murad không phải là một chất tướng quá là hot pick nữa. Vẫn chơi được, chứ không phải là không chơi được, nhưng mà không phải là chất tướng hot pick ở đơn vị rừng nữa. Hiện tại giai đoạn đầu game thì tem địch có Arum cũng như có Natalia thì khá mạnh và sáng cướp bóc anh em ạ. Liệu tem mình có chạy được hay không? Ôi, cẩn thận đó là mất bùa anh em ơi. Thì pha này thì chắc có lẽ là farm xong con bút xanh này thì mình sẽ bỏ qua hai con quái để có thể là sáng hỗ trợ tím nhá. Chỉ hiện tại thì tem mình đó là mất cái chiến công đâu rồi. Pha này, ôi pha này bắt được này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Lùng ngáy này, Natalia, ôi. Không dám đuổi theo anh em ạ. Natalia đâu game đam nó to quá, hơn nữa thì có sự hỗ trợ đến từ Malok và Rúm nữa, nên là mình sẽ lùi lại một xíu và bắt lẻ nó nha. Rồi chạy đâu. Rồi lên bảng điểm số này, rất bóng về nhẹ nhàng này. Thì bây giờ mình lại chuẩn bị đó là hồi chiêu một tiếp rồi. Thì mình đó là sẽ bắt tiếp nha anh em. Hiện tại thì đang thấy đó là Rúm khá là thấp máu này. Chạy đâu lên bảng điểm số ngon này. Thơm rồi anh em. Này thì cái tôi cướp bóc anh em ạ, cướp bóc với chúng tôi này. Ok Slim, nhưng mà bây giờ mình chưa lên level 4 nên là farm xíu cho nó lên level 4 anh em ạ. Đối với Murad thì phải lên level 4 mới mạnh được. Đối với Murad ấy thì khi trong combat anh em chỉ cần ảo ảnh chạm được một vả đấy là thế trận lượt keo cực kỳ là dễ luôn. Đám của Murad thời điểm hiện tại thì không phải là quá ảo diệu như trước nữa, nhưng mà nó vẫn rất chỉ là đủ. Hạ gục những vị tướng máu giấy một con bó thì cũng rất chỉ là dễ nha anh em. Ok thì hiện tại mình thấy đó là Natalia thấp máu nha, bởi vì lúc này thì nó có ý định sát cướp. Này thì cướp với chúng tôi này. Một rát, ôi thôi xong rồi. Pha này rất bóng về, bị quý lén nó chặn đầu rồi anh em ạ. Mất cái mang chấm dứt rồi, gọi là đáng tiếc nha. Liệu có ăn được Arum hay có ăn được Arum hay không? Nhưng mà Arum thì ăn được đó là xa thủ tém mình rồi. Thì như bạn bảo đó là hỏi sao đó là mình ít làm về Murad, bởi vì thực tế ấy, mùa nào mình cũng có làm về Murad cái, nhưng mà mình ít làm vì sao? Vì đó là mọi người quan tâm ít nên là mình ít làm. Nhưng vì tướng ấy, mọi người quan tâm ít thì mình chỉ làm đó là một mùa khoảng đó là 2 đến 3 đó là tướng thôi, hoặc là 1 đến 2 thôi. 1 đến 2 clip thôi. Còn những vị tướng anh em quan tâm nhiều thì mình sẽ làm nhiều hơn. Đó là lý do vì sao nhá anh em. Chứ không là anh em bảo là mình tưởng chả ai quan tâm, chả ai xem gì cả mà cũng làm thường xuyên thì điều đó là cũng không đến anh em ạ. Ok thì pha này thì lại bắt đó là ma lộc của tem địch luôn này. Hào anh chạm nhưng mà chưa đủ đám anh em ạ. Pha này mình sẽ tích nội tài nhá, 1-2 này. Thì theo mình nghĩ ấy, đó là ma lóc đang biến về, mà thường biến về thì người ta núp ở cái bụi cỏ này này. Đây, pha này mình sẽ lại check nhá. Đây, này thì núp biến về, này thì núp với biến về với chúng tôi này. Thì thường đó là anh em có xu hướng đó là ví dụ, đó là ở gần hết máu rồi ấy, cứ núp nơi cái bụi biến về. Thì khi đó thì mình sẽ đoán thôi, nói chung đoán 50-50 thôi anh em, trúng thì càng tốt mà không trúng thì thôi. Ok thì bây giờ thì khi mà đã sáng là cướp được rừng tem địch rồi thì cướp tất cả những gì có thể cướp được nha anh em. Lùng đùa tất cả những gì có thể anh em lùng. Hiện tại bây giờ đáng thấy đó sơ lính di chuyển vào mua đỏ của tem mình phải anh em ạ. Pha này lại bắt này. Cướp đâu, này thì cướp này, ảo anh chạm nhẹ một phát thôi anh em. Ôi chiêu 2 đủ này, đủ tâm là ngon này. Hay quá xà thú ơi, hay quá, ôi bị quá rồi nhưng không sao cả. Pha này vẫn chưa đủ đám để hạ mình ấy. Này thì khóa, bây giờ không có ai gây đám này. Ảo ảnh chạm được sử dụng và chắc chắn pha này lên bảng điểm số đến từ vị trí của Arum tem địch. Bây giờ thì thế trận cũng 50-50 thôi, chứ bên nào là có lợi thế quá lớn cả. Với Murad đây thì ở thế trận tấn công thì cực kỳ là yêu thích nhá. Còn ở thế trận thủ thì Murad không phải là một vị tướng quá là mạnh.
farm mua ra thì anh em có thể là farm 2-3 con quái một lúc anh em ạ, thường thì 2 con thôi. Nhưng mà thực tế về giai đoạn late game lượng đám của anh em to rồi thì farm một con cũng được anh em ạ, chả vấn đề gì cả. Cố gắng làm sao đó gánh hiệu quả là được ấy. Đối với Murat ấy thì bất lợi nhất đó là đối phương không hiểu ý, anh em đó là đồng đội không hiểu ý ấy, tức là ăn những con quái đó tích nội tài, qua đó thì Murat không có tích nội tài để ra thực hiện đó là chiêu của anh em ạ. Cái pha này đi bắt này, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Arum thì khóa mình rồi nhưng mà chả có ai gây đám nữa thì làm gì bạn ơi, chạy đâu. Anh chạm nhẹ một phát này, ôi chưa đủ đám rồi, thì pha này chắc có lẽ mình sẽ tích nội tài đến từ con rồng này nhá. Arum thì mình đang thấy là khá thấp máu này, pha này 3 điểm này, 4 điểm này, một lượt này, hai lượt này, vào này, lên bảng điểm số này. Slim chập nắm ok. Này thì chập nắm với chúng tôi này. Cái pha này mình rình đập đấy xem là có ai lên đẹp đám lính này hay không nhá. Nhưng mà chưa có ai cả nên là thôi mình sẽ dẹp đám lính này thôi. Thì tay bên bàn cũng khá là khó chịu ấy. Arum khó chịu này, mà lộc trâu bò này. Slim thì về lệch cùng mạnh nên là trận đấu này không thể chủ quán được anh em ạ. Bên mình thì Van Hến giai đoạn đầu game mạnh thôi, giai đoạn về lệch thì Van Hến không phải là một chất tướng quá là mạnh mẽ nữa, nên là cũng phải cẩn thận anh em nhé. Về ngọc dành cho Murat thì lên như sau, ngọc đỏ sẽ lên cho nó 5 viên cống vật lý xuyên giáp, 5 viên tốc đánh trí mạng, ngọc tím tốc đánh tốc chay 7 viên, 3 viên hút máu, còn ngọc xanh là cống vật lý và xuyên giáp nha anh em. Phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu má chủ nổ đám anh em ạ. Thì hiện tại mình thấy là có giao tránh này. Ta này tem mình đó là 1-1 rồi, bắt luôn đó là quy len tem địch này, lên bảng điểm số này. Thì đang thấy Natalia tem địch tiến vào nhá. Mình chuẩn bị đó là có chiêu cuối rồi này, rồi có chiêu cuối rồi này. Vào này, sử dụng chiêu 2 này. Ảo ảnh chạm đến từ chiêu cuối này, đánh thương một phát lên bảng điểm số này. Quy len của tem địch thì cũng gần đấy đấy, rồi rồi, nó đang tăng hình 1-2 này, 3 này, nó bắt xa thủ tem mình nhá. Này thì bắt xạ thủ tém mình, này thì bắt xạ thủ tém mình này, lên bảng điểm số này. Tầm này thì đám của đó là Murat cực kỳ là to rồi. Ở thế tấn công thì lại càng to anh em ạ. Rồi ôi, Slim nhảy được rồi, ôi bị khóa rồi anh em ạ. Nhưng không vấn đề gì cả, chưa đủ đám này. Anh chàng được sử dụng lên bảng điểm số này. Slim có chạy được hay không? Ôi vẫn chạy được rồi. Và đó thì mình sẽ không đuổi theo sờ nó lao cơ khí phạt đấy. Rồi tém địch ra hỗ trợ nữa ấy. Là toàn luôn. Rồi pha này này, Natalia lên bảng điểm số này. Anh em thấy lượng đám của Murat không hề yếu nhá. Nhớ quan trọng nhất là nó có ao hành trạm được hay không thôi. Chứ nó mà chỉ cấu rỉa bằng chiêu 1 và chiêu 2 thì không đáng kể cho lắm. Bởi vì ao hành trạm thì trong combat tổng cực kỳ là lợi hại luôn. Cách chơi của Murat thì cũng khá là dễ thôi. Nhưng mà quan trọng nhất anh em đặt bóng cho hợp lý một xíu, tránh trường hợp đối phương là bắt bóng thôi. Còn về trang bị thì sẽ lấy những gì? Đó là kiếm truy hồn đi rừng anh em. Dài thì dài du mục tăng tốc đánh. Rồi tiếp đến sẽ lấy cho nó thương xuyên phá gia tăng lượng đám, phức hợp kiếm nánh và cuối cùng giáp hồ mình. Build đồ này là gần như build đồ chuẩn nhất dành cho Murat rồi, trừ khi đối phương đó là có những vị tướng quá là trâu bo. Thì anh em thay lên cho mình là thương xuyên phá bằng Buramasa thôi. Còn lại thì anh em lên cho mình build đồ này là gần như tối ưu nhất rồi. Và này sờ lím này lên bảng điểm số này, chạy đâu bạn ơi. Đây anh em thấy lượng đám rồi chứ, ổn rồi, rồi pha này bắt luôn ở quý lén này. Chạy đâu, lên bảng điểm số tiếp này. Thì pha này mình sẽ bắt Natalia luôn nhá, 3 điểm này, lượt một lượt này, hai lượt này, đánh thương một phát đủ 4 điểm này, vào ảnh chạm lên bảng điểm số tiếp này. 14-1 rồi. Này thì cái giai đoạn đầu game cướp buồn này thì chấp 5 này. Gáy với chúng tôi thì chắc có lẽ là bây giờ sẽ đó là anh ta thân xế giá và lên kết thúc trận đấu nhanh nhất. Có hai đường lĩnh siêu cấp rồi anh em ạ. Thì anh ta thân xế giá thì sẽ cung cấp đó là con rồng tiến phóng. Nói chung bây giờ thì anh ta thân xế giá cho nó chắc thôi, còn tém mình mà tấn công thì chắc có lẽ cũng tấn công được rồi. Đối với Murat thì khi anh em anh ta thân xế giá thì cũng có thể né đám đó bằng chiêu cuối hoặc đó là đám bằng chiêu hai nhanh nhé. Ôi Slim bỏ trù à. Thôi biến về à. Này thì biến về chúng tôi. Biến về à. Ok, lên bảng điểm số nổ đám đến từ má chủ luôn rồi.
Và chắc chắn thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đây rồi anh em ạ, chứ cần sử dụng rồng tiến phong luôn. Ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh. Bye bye.